2 năm kể từ đợt truy quét chống tham nhũng của chính phủ Trung Quốc, thì các công ty dược tại nước này đã bắt đầu hoạt động trở lại và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai. Một phân tích của Reuters đối với hơn 60 công ty dược phẩm tại Trung Quốc cho thấy doanh số bán hàng tăng 15% trong quý đầu tiên với biên lợi nhuận ngày càng lớn. Đó là một trong số tin tốt ít ỏi cho ngành công nghiệp khi mà chính phủ Trung Quốc bắt đầu cuộc chiến chống tham nhũng cách đây 2 năm, dẫn đến khoản tiền phạt khổng lồ gần nửa tỷ đô la Mỹ đối với hãng dược GSK của Anh. Điều đó đã nhắc nhở thị trường dược phẩm lớn thứ hai thế giới cần chú ý nhiều hơn vào khoản tiếp thị và bán hàng. Cuộc chiến chống tham nhũng của chính phủ đã gây ra một số lo ngại trên thị trường. Về lâu dài, việc này chắc chắn sẽ mang lại những kết quả tốt, thị trường sẽ minh bạch và cạnh tranh công bằng hơn. Thị trường chăm sóc sức khỏe của Trung Quốc sẽ phát triển đến 1.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Trong lúc Trung Quốc đang vật lộn với tỷ lệ bệnh tật ngày càng tăng do thay đổi lối sống, già hóa dân số hay là ô nhiễm môi trường, thì người giàu tại nước này ngày càng chi tiền nhiều hơn cho việc chăm sóc sức khỏe.